Mình tệ hơn người đời thì không thể gọi là người tu được. Bằng người đời còn chưa gọi là người tu. Cho nên mình phải tự nâng lên mình, lên bước lên. Cho nên bỏ cái này đó, là dễ cho khó đâu. Cái này không có khó bỏ. Ăn thua mình quyết tâm. Quyết tâm bỏ nó, chuyển đổi nó, thì nó sẽ hết thôi. Đây là sự thật. Mà Thầy cũng nói đó, cái khi du học ở bên Nhật, Thầy ở chung với sinh viên, tụi nó hút thuốc lá hết. Đứa nào cũng hút hết. Cho nên tất cả quý vị biết là người Nhật là người hút thuốc lá nhiều nhất trong cái thời của Thầy. Thời của Thầy vào khoảng độ 50-60 năm về trước. Mới ban đầu đó thì nó ngộp, nó chịu không được. Nhưng mà mình ở chung trong một phòng có ta hút thuốc lá, lần lần lại mình quen đi. Cho nên mình quen đi cái mùi thuốc lá rồi nữa, thì lúc bây giờ nó thiếu cái mùi thuốc lá, mình lại cảm thấy khó chịu.